vì thế chúng ta dùng những cái lời cầu nguyện, dùng những cái tâm tình của mình qua việc này cung đức, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên của ông bà chúng ta. Và hy vọng của mình đó chúng ta cũng được xung vầy cùng với ông bà tổ tiên của chúng ta, kính mời mọi người. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con cầu
con nhận ra là hết tình yêu cha, tình yêu của Chúa và đền đầy chúng con phải chết đời đời, nguyên cho chúng con được hưởng tình sống viên mãn ấy trong Chúa. Chúng con tổ tiên nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúa ở sâu tại linh chi muôn đời. Amen. Nguyện Chúa hằng ơi cùng anh chị
Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh đồ chúng con và đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, khi tiếp tục ban ơn thánh thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúa cầu xin nhờ Đức Kitô từ chúng con. Tôi đi sáng thì tôi giải cầu các thầy khi tôi trở thành viện về chiều thì nắng kinh tuyệt và sau đó thì tôi tiếp nhận thì đi về thì gặp hơi các vị trí thì qua hai cái xe hơi đua thế là ép hai ba xe thả thì tôi thấy là hơi nóng của cái xe mà đi ép rồi tôi lên nó móc vào cái ép và những người khác thì nghe hát nhưng mà rất may là không ai bị sao hết quá ông sợ. Công việc của ngày mai chúng ta sẽ đi lễ hành hương tại thánh địa Hải Dương. Theo chương trình giám sứ chúng ta thì có 110 tôi và thầy 118 người đi ba xe. Thì thứ hai của một xe 45 chỗ. Ngày mai thì những thứ bạn em là thứ hai tập trung tại nhà thờ thứ hai rồi. Thì thông báo là những ai ở thứ hai đã đăng ký họ thứ hai thì 45 thứ bạn thứ hai thì tập trung tại giáo xứ đây và tại họ thứ hai đây và có xe đến để đón chúng ta. Để thì vì thế